Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình. Thì hôm nay là ngày 21 tây, hôm nay chính thức kết thúc sự kiện. Rồi kết thúc sự kiện Red bạn ha, Resogam với Vegeta. Thì sự kiện Red vừa rồi là một ngày hội có lên Game Garden của rất rất nhiều anh em ở server cũ. Rất nhiều người chơi đã người ta tích đợi tới tới ra sự kiện đó để lên được Game Garden. Thì sau sự kiện Dragon Garden thì hướng đi mới của Thần Thú Đại Chiến là như thế nào? Và sau sự kiện Red thì sự kiện sắp tới của sẽ ra cái gì? Thì các bạn nào chơi bên Thần Thú Đại Chiến á, nó khác với chơi Học viện Mega hay Mega Huyền Thoại ở chỗ là Thần Thú Đại Chiến người ta admin sẽ cho các bạn biết trước được sự kiện. Thì mới đây ở trên mạng lan truyền một bức ảnh là sắp tới sẽ có sự kiện, sau sự kiện Duret thì sẽ có cái sự kiện tiếp theo, thì mình sẽ minh chứng cho các bạn xem sự kiện tiếp theo. Đây, sự kiện tiếp theo sẽ diễn ra, đây là admin các bạn ha, admin nhắn tin, tại có nhiều anh em hỏi thì admin nhắn tin trả lời là sự kiện tiếp theo diễn ra từ ngày 23 đến ngày 29, là bao gồm có sự kiện tiêu kim cương được hoàn trả kim cương mảnh meton, thực hiện tiêu vàng được bằng trả vàng là dành cho anh em bây giờ là hết vàng các bạn ha. Tại vì thật ra các bạn ở với level thấp á, các bạn vàng rất là nhiều, nhưng lên level cao tầm 70 80 trở lên á vì sao thì vàng rất là hiếm các bạn ha, hiếm lắm. Rồi kế tiếp là máy sự kiện máy gachapo là máy nói chung là sự kiện các bạn tiêu kim cương để nhận là lại được một cái đồ đồ vật ở trong sự kiện đó ha, để đổi cái ấy, để đổi S cộng có rồi, đổi con S cộng nào có ha, lời lật mảnh may mắn, giống như cái sự kiện mà nạp tiền để quay các bạn ha, theo ta metan. Rồi mình sẽ cùng nhìn qua lại nhìn cái con sắp tới đây, con sắp tới trong sự kiện sẽ là con này Meotan, là dành cho những bạn nào mà team thép ha, team thép. Thì mình đã từng nói qua là mình đã từng có một phân tích về đội hình, là mình cũng cho các bạn xem dự kiến cái đội hình kết hợp team thép. Đây team thép là Mega Bọ nè, Mega Aragorn nè, Lucy, Diana, Yachi, Meta. Đây thì con Meta đó nó sẽ tiến sau cấp 36 tiến hóa thành con này nè. Đấy. Thì hai con đó là một, nó hai lại hai dạng tiến hóa của nó thôi. Thì con này nó là một con được đánh giá, phản theo mình đánh giá thì khoảng tầm 8 8 8 điểm trên 10 điểm trong số bậc S ha. Thì nó cái độ nó là một con đúng nghĩa thủ luôn, cứ đứng cho người ta đánh thôi, cứ mà nó đỡ được một đòn nào thì nó đánh lại cho đối phương đòn đó, còn nếu không đỡ được thì bị mất máu, cứ nghĩa là cứ đứng đứng tao đứng đây mày đánh đi, đánh thẳng vô giống như một bao cát luôn, đúng là cái nghĩa là tính chất thép luôn mà. Tao đứng đây mày đánh đi, đánh đánh tao, nếu đánh tao tao đỡ được thì mày sẽ bị tao đánh lại, còn không thì tao sẽ bị tao tứ chịu, đúng nghĩa vậy. Rồi mình sẽ cố gắng kiếm được một cái kia, cố gắng để kiếm một phiên bản để mình review cái con này cho các bạn, nhưng mà trước mắt thì mình sẽ giới thiệu sơ về như vậy, cái cách hoạt động của con đó là như vậy, cứ là đứng mà chịu đấm thôi hai các bạn ha, đứng chịu đấm. Rồi nó sẽ mình nói như vậy. Rồi đó là sự kiện sắp tới cho các bạn để định hướng chơi ha. Ngoài ra thì á, như các bạn đó mình đã từng rất nhiều nói và được đồn thổi rất nhiều, là tháng 7, dự kiến tháng 7 này Thần Thú Đại Chiến sẽ mở ra mình Kyo là một team nước thay cho ra mình Gadon, đầu tiên là ra mình Gayo ha, sau đó ra mình Gadon, thì sau đó là tháng 7, dự kiến tháng 7 là sẽ ra mình Kyo. Thì những người chơi nào mà các bạn định hướng á, theo định hướng sắp tới á, những người chơi nào mà các bạn không lên được Gaiman Garon vừa rồi thì các bạn chưa lên được và không đủ điều kiện lên đó, thì thôi các bạn có thể chuyển qua hướng Gaiman Kyo từ bây giờ tích tới tháng 7 có lẽ đủ. Tại vì để lên được một con Gaiman Kyo tốn rất là nhiều thứ, nên việc đó các bạn phải định hướng từ đầu để có thể các bạn lấy thu thập rất là nhiều thứ để lên được Gaiman Kyo ha, nên việc đó là một vấn đề rất là khó khăn cho các bạn.
Đó là định hướng sắp tới của những bạn ở server mới các bạn chơi. Còn những bạn nào những mà các bạn mà có nạp được điều kiện nhiều, nạp vào để đập được lên game mình cứ ô liền thì quá tốt, còn không á ý là mình Garon chứ. Còn không thì các bạn nên định hướng mình là chơi game mình KO để ở thời gian sắp tới ha, chịu đấm ăn sâu một thời gian rất dài. Điều đó sẽ rất khó cho các bạn, nhưng mà chơi game, các bạn chơi game này là ở mang tính chất lâu dài. Game này người ta chơi ở bên phiên bản nước ngoài cũng đã 3-4 năm, 3 năm rồi, ở phiên bản Việt Nam cũng đã cả năm rồi, năm hơn rồi. Thì đó là những định hướng sắp tới dành cho các bạn. Rồi video này còn sắp ơi, chơi game này là chơi đường dài các bạn. Đối với những anh em nạp nhiều thì không cần phải bàn cãi, các bạn thích là các bạn nạp thôi. Còn đối với anh em nào chơi mà nạp lai gai hoặc là ít nạp thì các bạn còn rất là nhiều thứ để nạp, có rất là nhiều sự kiện. Sau sự kiện ngày 23 đến 29 thì sự kiện build sắp tới là ngày 1 tháng 4. Ngày 1 tháng 4 thì lại có sự kiện build rồi các bạn. Đây con Iyata Liverton. Đây. Đây là con sắp tới có sự kiện build. Nó lại là một trong những sự kiện có thể là lọc men vào những sự kiện đấu đá với anh em rất nhiều, đặc biệt là những con mà nó được hữu dụng như những con này editor ha các bạn ha. Nó lại khiến cho rất nhiều anh em phải chuyển sinh server, hoặc là có nhiều anh em sẽ đau khổ khi mà đấu tranh không lại sự kiện build. Rồi mình hứa với các bạn mình sẽ cố gắng kiếm để mình review hai con này cho sắp cho sự kiện sắp tới ha. Thì ở video này mình sẽ phân tích và mình nói về những cái hướng đi cho các bạn như vậy. Thì hy vọng những mình sẽ của mình sẽ giúp được các bạn nhiều. Thì mình lần một lần nữa mình nhắc lại cái cách team các bạn ha. Team cho các bạn. Đây đây dành cho những bạn nào chưa xem hoặc là xem máy, các bạn nên chú ý ha, chú ý. Team sắp tới. Rồi, mình xin kết thúc video đây ha các bạn ha. Chào các bạn, hẹn lại với bạn ở video khác.